Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chơi TFT. Thì là Teamfight Tactics. Thì chắc cái game này mọi người cũng đã biết rồi. Mình chơi game này cũng khá lâu rồi, nhưng mà mình bỏ một thời gian. Mình bỏ bắt đầu từ cả Season 3 rồi. Bây giờ nó ra quá nhiều đi, cho nên có thể là mình sẽ không biết được là cái meta hiện tại như thế nào. Nói chung bây giờ bỡ ngỡ cứ như người mới chơi á. Chắc là cái gì đây? Đai bèo hả? Tăng máu này. Bây giờ mình có cả cái này nữa hả? Acumen. Mình sẽ khóa thằng này lại. Có hack text. Tạm thời thì mình sẽ bỏ assassin vào nữa. Cái này thì mình cũng chỉ đang thử nghiệm thôi, chứ thực sự là mình cũng chưa có nắm rõ được là tộc nào mạnh, tộc nào yếu nữa. Chắc là bị thua cỡ mấy chục lần nữa thì sẽ khôn ra. Đây, chắc nó cũng assassin rồi. Innovator. Hacktech, ok. Thêm một em Hacktech nữa. Mercenary. Cái này tự tự như là passive. Mình thay non volume chút xíu. Rồi, chết rồi. Ủa, đánh luôn rồi à. Wow. Mercenary. Sexy. Mình không biết meta hiện tại có phải là hai bro nữa hay không, tại vì cũng đã có nhiều thời thì hai bro lên mà cũng xuống nữa, do tùy đợt. Chưa gì mà mình thấy là thua rồi đó. Lại cổ vũ đồng đội coi nào. Yeah. Phải luôn sát cánh bên đồng đội của mình.
rồng này đẹp quá ta. Nhìn ngầu vãi. Mới vô địa đi hành hành người khác vậy thôi, lát nữa bị hành là nào không vậy. Hồi nãy mà mình có đai beo rồi. Không biết con sói này có phải là sát thủ hay không. Ê, cướp trên vàng mướp rồi. Oh my god. Tech Newton Challenge. Mình bây giờ sẽ tập trung bơ thử Assassin với lại Hashtag coi như thế nào nhá. Coi có work không nha. Striker, Mutant, Bruiser. Trời, cái gì vậy? Bây giờ những tiếng hơi nhỏ thì bạn để mình chỉnh tiếng. Sound effect. Nó restore thì pháo đại đi. Wow. Lại hết. CK Solar Scholar. Sẽ đặt thêm một đứa hết. Thấy thì chắc là mạnh nhưng mà mình không có xài cái đội hình này nên là mình bán. Nghỉ chơi là từ cái lúc mà còn cái Star Guardian lâu lắm rồi.
Hello anh bạn. Mutant Solar Wine. Bây giờ mình đã có đủ con rồi, mình sẽ để dành tiền để mà hai bro. Bắt buộc phải hai bro. Đó, thích cái con cá giò này lắm. Nhìn đẹp. Thích cái con cá giò màu đen á, cá giò Dark Star hơn. Mà yeah. Chưa có nắm được con này là con nào, mình hai bro hơi chậm. Phải coi kỹ. Để chậm mà chắc. Ủa, hồi nãy nhớ mua con này mà ta. Chăm à, tưởng bán rồi không thì bên kia thì ờ, à, định lấy con vai. Tưởng có vẻ là hashtag bị lấy rồi. Ê, đừng lấy Javen nha. Oh my god. Cái nào đây ta? Lấy cái bèo tiếp. Cái này lấy gì đây? Hashtag nè. Hashtag. Assassin. Assassin luôn nè. Ồ, 4 sao. Dán này trong đây 4 sao à? Có dữ. Có lẽ mình sẽ bán Draven. Có nhiều assassin quá không ta? Có lẽ là nên 4 assassin thôi. Ở đây mình có hơi bị nhiều assassin rồi. Em đợi mình bắt đầu lét vế à. Phải cải tổ lại mới được. Anh thanh trừng những thứ không tốt cho đội hình. Trời, quất cái còn có 88 máu à. Trời đất ơi. Hình như là Taylor có đội hình ta. Hay long hay sao?
sắc xiên mình sẽ bỏ vào cái vũ trụ. Lúc nào cũng hay sao. Dán 4 sao. 2 sao. Ồ, này Arcanist Hextech. Ok. Nãy nhìn nhầm tưởng Assassin. Có thiếu một đứa Hextech nữa. Con robot này trâu quá ta. Chắc là mình cho cái con Nocturne này lên. Mà không biết còn kịp hay không. Hết chỗ rồi. Holy girl. Tự nhiên mua Leona làm gì trời. Nhìn tưởng Talent. Ê, nhìn tưởng nhầm. Assassin mà gắn tàn đồ than không? Quá dữ. Không sao, tại con này nó cũng là Hextech. Lại nó mạnh cho nên bồi bổ chút xíu. Con mà có dấu hiệu này là sao mọi người? VIP bonus. Đang cố gắng để mà regrow ra cái con dáng. Con Khazib. Đóng đồ mà quên lột à, đây mà của mình. Tưởng của mình nhưng mà không phải. Nhầm lại bỏ game hả ta?
chắc là lấy con. Trời, mỗi lần đi lấy gì là người ta lấy, không nói ra đâu. Nói ra cái người ta lấy hết trơn. Bắn cái thằng Jihin nè, làm hết hồn mấy cái đứa này. Cái tụi nhỏ này không có nghe lời gì hết à. Hết hồn. Đó là stop combat do hai active speed German break over from copy of himself. Wow, Nocturne 3 sao rồi. Oh my god. Ôi, ai cũng có 3 sao hết rồi. Đồ hashtag luôn. Body girl. Ok, Newton. Rồi. Mình với số 2 lại đánh nhau nữa. Ờ, cái con Nocturne kìa, oh my god. Đấy, cái con Train này nữa. Train chứ. Ô, thắng mọi người ơi. Hên vãi. Không ngờ thắng luôn hết chứ. Mình nghĩ mà bây giờ mình có lên thì cũng là 8 thôi, thì cũng chỉ được có thêm một con nữa. Cho nên phải chọn những cái con nào có liên quan ở dưới đây mà 1 trên 2 để bỏ vào thêm. For sure, that's great. Green Sword. Con Xenex. Không biết mọi người có coi cái phim Arcane chưa? Khá là hay. Hy vọng là phần 2 sẽ ra sớm. Vẫn chưa thấy Victor biến thành mặc bộ đồ giáp vô như trong game.
Scrap, Innovator, Twin Source, Scrap Tracker, Scrap Tracker. Mình sẽ bán con này. Bán thêm. Mình sẽ không có Twin. Ây da, đau quá. Oh, look at that. 1, 2, 3, 4. Cái gì vậy? The Enforcer nè. Enforcer, Enforcer, Innovator, Cruiser, Transformer, Cruiser, Striker. Cái này benefit mình 2, cái này cũng benefit mình 2. Không, cái này benefit mình có 1 à. Bắt đầu mình thua ngược lại đó. Giờ ai cũng hai ba con ba sao hết, chưa có con nào ba sao luôn. Vậy chắc chắn là Meda vẫn là hai bro rồi. Làm sao nữa? Mình sẽ lấy con Lucian nha. Loosen. Cần một con Loosen nữa. Loosen là 3 đồng. Ý, Loosen là có ấy bắn nhầm. Oh my god, bấm ở dưới dục ta bấm lên trên. Hy vọng là vẫn ở trong top 4, nhưng mà mình sẽ cố gắng để mà cao hơn. Mà phải có chút may mắn nữa. Mình sẽ xếp mấy con Assassin ra một bên. Assassin Attack. Được, con này lên đầu. Được, con này ngang qua đây. Con này là Striker, Crab, ok. Cái con của mình đai lẹ quá. Rồi, top 4 rồi nha, top 4 rồi nha. Ra ngoài vậy, đâu còn nữa đâu.
chung mình tập trung hai bộ roll nhanh cái con Lucian nha. Không được rồi, trâu quá, trễ rồi. Mạnh được yếu thua luôn nè. Ê, cho đổi chỗ cái. Rồi xong. Thôi coi như lần đầu trở lại mà được hạng 4 cũng nó too bad nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video lần này của mình nha. Vẫn như thường ngày, chúc mọi người một ngày tốt lành. Và hãy đón xem những video tiếp theo của mình nha. Ok, bye bye mọi người.